Em đem cho anh em mẫu lụp một cặp nha anh em. Lụp một mặt. Đây là tay nắm thẳng. Như này. Gọn nhẹ, form bầu, anh em vừa nuôi vừa đánh giống nó nha, có chấm tôm, cây cáp. Anh em không đánh nữa thì anh em xếp lại, nó rất là gọn nha anh em. Cây này thì tay nắm nó bầu, anh em thích thì gọi bầu, anh em thích thì gọi tay nắm thẳng nha. Rồi, mẫu này em làm là chất liệu là bằng inox nha anh em. Cửa thì em làm phía sau đây. Rồi, test độ nhạy cho anh em nhìn nè. Đấy. Cái bật lửa thì chắc chắn này sẽ nhẹ hơn con cút rất là nhiều. Mà nhiều anh em ném như này á, ném ở trên cao nữa thì sẽ không biết được cái độ nhạy, nhưng mà của em đã thả rất là gần nè. Đấy. Nói thật cho con cút mà đạp cho cái thì chỉ coi dính, có chuông báo nha nè. Còn anh em chơi thì anh em xếp gọn lại giúp em. Một thầy xếp lại. Đấy. Như này. Như này. Thả ra thì sẽ như này. Lực hình rất là nhỏ gọn nha anh em. Hai chai này là hai anh chai ở Đồng Nai đã chốt rồi anh em ạ. Anh nào cần lập liên hệ em nha. Chúc anh em thu phục nhiều buổi. Vip. Anh em luyện lên mồi vip chơi nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Nếu em thấy hay thì cho em xin một đăng ký kênh. Rồi, chào anh em.